Tiếp tục vào việc anh chị ạ. Hôm nay gửi tới anh chị mình căn biệt thự này quý anh chị nha, tại thành phố Di An quý anh chị. Phía trước nhà của mình là một cái suối quý anh chị nha. Suối này thì đã được đổ bê tông nâng cấp hết rồi quý anh chị nha, rất là đẹp nha, sạch sẽ nha. Đường nhà mình đường bê tông luôn quý anh chị ha. Biệt thự sân vườn có hai mặt tiền trước sau quý anh chị. Đây là mặt tiền chính của mình nha. Bề ngang quý anh chị, bề ngang 19m, chiều sâu cạnh này là 12m quý anh chị. Còn cạnh bên đây là 16m. Phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Ngay chợ Bình An, ngay ủy ban phường Bình An. Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, 500m đầy đủ anh chị nha. Đấy, mình vào bên trong anh chị. Chỗ sân này rất là rộng anh chị nha, đậu ô tô thoải mái luôn. Đó, quý anh chị thấy không? Trải dài ra bên đây này. Đó. Mặt sau kia là có một đường nữa nha quý anh chị nha. Đó. Chỗ này thì mình có thể ngồi uống trà quý anh chị nha, rất là đẹp luôn ha. Phía ngoài này có một cái nhà vệ sinh ở phía ngoài này quý anh chị thấy không? Đó, có một nhà vệ sinh ở bên ngoài nha. Đấy. Chỗ sân này rất là rộng đó anh chị. Căn này rất là ok. Bên hông này có một con đường bên này nữa quý anh chị nha. Mặt tiền phía sau của nhà mình nha. Nhà mình có hai mặt tiền trước và sau quý anh chị nha. Đó, chỗ này là mặt tiền phía sau ha. Bên hông nhà có nguyên một cái sân luôn quý anh chị nha. Đó, rất là lớn ha. Đó, chỗ này có một cái hòn non bộ đây quý anh chị nha. Đó ha. Rồi, đi vào bên trong đi anh chị, vào bên trong đi. Đấy. Công năng sử dụng của nhà mình nè quý anh chị. Phía ngoài đây là một cái khu vực phòng thờ của nhà mình nha. Đó, chỗ này. Đây. Phòng thờ này, nhà có phòng thờ là ok rồi quý anh chị ha. Chị thấy căn nhà này ok không? Tất cả đều ốp gỗ hết quý anh chị nha. Ốp gỗ hết nha, nội thất gỗ hết luôn nha. Phòng khách nhà mình nè quý anh chị ha. Rồi mình xem phòng ngủ đi anh chị ơi. Mình sẽ có hai cái phòng ngủ nữa quý anh chị. Đây. Phòng ngủ số 1 của mình đây. Đó. Mình sẽ có hai cái phòng ngủ như này quý anh chị nha. Có hai cái phòng ngủ như này nha. Đấy. Chỗ này thêm một cái phòng ngủ giống như vậy nữa quý anh chị, mà chỗ này khóa cửa mất rồi ha. Đấy. Rồi vào xem phòng bếp đi anh chị. Đây. Đó, nội thất hết quý anh chị nha, kể cả cái khu vực bếp nhà mình nha, đều là có gỗ hết nha. Gỗ tự nhiên hết quý anh chị nha. Đó, còn nhà vệ sinh ở bên đây. Đó, nhà vệ sinh bên này quý anh chị. Đó, đây là nhà vệ sinh của mình. Vậy là nhà mình có hai cái nhà vệ sinh, một cái bên trong, một cái bên ngoài anh chị nha. Vậy là căn nhà này tổng là 260m anh chị nha. Hiện trạng bây giờ là chỉ có 7,2 tỏi. 7,2 tỏi cho căn nhà này quý anh chị nha. Anh chị yêu thích thì mình đàm phán thêm ha. Đó, em xin cảm ơn.